Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và ở hồi trước, hồi thứ 43, chúng ta đã tìm hiểu được hai sự kiện quan trọng. Sự kiện đầu tiên chính là việc Gia Cát Lượng vua lưỡi bẻ bọn Nho trong chuyến đến thuyết phục Tôn Quyền. Gia Cát Lượng đã được Lưu Bị tin tưởng cử đi, và chính tại nơi này Gia Cát Lượng đã gặp phải sự công kích từ bọn Nho gia. Bọn chúng dùng những lời lẽ rất nặng nề miệt thị bên phe của Lưu Bị, hòng cho Khổng Minh có thể rút lui, cho bọn chúng có thể quy hàng Tào Tháo. Tuy nhiên, Khổng Minh, Gia Cát Lượng với tài đối đáp của mình đã thuyết phục được bọn Nho gia, khiến chúng cứng họng không thể nào bắt bẻ lại được nữa. Và sự kiện tiếp theo chính là Lộ Tử Kính dùng sức bác lời chúng. Và ở trong sự việc này, chúng ta thấy được việc Tôn Quyền nửa mừng nửa sợ. Mừng vì đã có Lưu Bị chống lưng cùng hợp sức với Lưu Bị, nhưng lo bởi vì không biết rằng trong lần hợp tác này mình có thể thuận lợi thành công đánh lui được Tào Tháo hay không. Và trong lúc Tôn Quyền đương rất bâng khuâng, rối bời, không biết xử lý như thế nào, thì chợt có lời của Ngô Quốc Thái nói: "Còn không nhớ lời chị ta lúc Lâm Chung dặn lại như thế nào ư?" Thì lúc này Tôn Quyền như kẻ ngủ mơ, đương tỉnh, như người dưới nước bắt được cái phao, như người say được tỉnh lại. Thì Tôn Quyền đã nhớ lời của Quốc Thái truyền, tức là nên để Chu Lan lập chiến công. Không biết lời của Quốc Thái truyền như thế nào. Ở hồi tiếp theo đây, hồi thứ 44, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Khổng Minh dùng kế khích Chu Du, Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo. Lại nói, Ngô Quốc Thái thấy Tôn Quyền nghi hoặc không quyết, mới bảo: "Thì hấp hối, mẹ con dặn phải theo lời chúc của bá phù, là phàm công việc trong nước không quyết định được thì hỏi Trương Chiêu, việc bên ngoài không quyết định được nên hỏi Chu Du. Này sao con không cho mời Chu Du về để mà hỏi?" Quyền mừng lắm, lập tức sai ra Phiên Dương mời Chu Du về bàn việc. Nguyên Chu Du đang ở hồ Phiên Dương luyện tập quân thủy, nghe tin Tào Tháo đem đại quân đến Hán Từ Thượng, liền cấp tốc ra về Sài Tang để bàn việc quân. Sứ giả chưa kịp đi thì Chu Du đã về đến nơi. Lộ Túc vốn thân với Chu Du đi ra đón trước và thuật lại đầu đuôi việc trước cho Chu Du nghe. Chu Du nói: "Tử Kính đừng lo, tôi đã có chủ trương rồi, hãy nên mời ngài Khổng Minh đến." Lộ Túc nghe thấy thế lên ngựa đi luôn. Chu Du vừa ngồi vừa nghỉ ngơi, chợt báo có Trương Chiêu, Cố Ung, Trương Hoành và Bộ Trác bốn người đến thăm. Du mời vào trong nhà ngồi chơi, hỏi han sức khỏe mọi người. Trương Chiêu nói: "Đô đốc có biết việc mất còn của Giang Đông không?" Du nói: "Chưa biết." Chiêu nói: "Tào Tháo cầm trăm vạn quân đóng ở Hán Thượng, hôm trước có đưa tờ hịch đến đây mời chúa công hội săn ở Giang Hạ. Tuy hắn định thuộc tính ta, nhưng chưa nói rõ ra mà thôi. Bọn Chiêu chúng tôi đã khuyên chúa công nên hàng đi, họa bày Giang Đông mới tránh được phạ. Không ngờ Lộ Túc dắt ngay anh Gia Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị ở Giang Hạ về, vì muốn trả thù Tào Tháo nên nói khích chúa công. Lộ Túc thì ù lì không hiểu gì cả, này chỉ đợi đô đốc về để quyết định dứt khoát việc ấy vậy." Du hỏi: "Thế ý kiến của các ông có giống nhau không?" Bọn của ông đáp: "Chúng tôi đã bàn bạc, ý kiến giống nhau cả rồi." Du nói: "Tôi muốn hàng đã lâu, các ông hãy về đi, sáng mai ra mắt chúa công ta sẽ có quyết định." Được một lát, lại có tin bọn chiến tướng là Trình Phủ, Hoàng Cái, Hàn Đương đến. Du mời vào, hỏi thăm xong, Trình Phủ hỏi: "Đô đốc có biết Giang Đông nay mai về tay người khác không?" Du nói: "Chưa biết." Phủ nói: "Bọn tôi từ khi theo Tôn tướng quân mở mang cơ nghiệp,
lớn nhỏ hơn trăm trận đánh mới có được 6 quận thành trì. Này chúa công nghe bọn mưu sĩ muốn hè Tào Tháo, thật là việc nhơ nhuốc đáng tiếc. Chúng tôi thà chết chứ không nào chịu nhục được. Xin đô đốc khuyên chúa công quyết kế khởi binh, chúng tôi thề cứu chết mà đánh. Dù hỏi, thế ý kiến của các ông có giống nhau không? Hoàng trái Phỏng Út đứng dậy, vỗ tay lên trán, nói: tôi thề rằng đầu này mất thì mất, chứ không bao giờ hàng tao. Cả bọn cũng đồng thanh nói không khi nào dừng hàng. Dù nói: ta đang muốn quyết chiến với Tào Tháo, há chịu hàng. Xin các tướng hãy về, ta vào ra mắt chúa công sẽ có quyết định. Bọn Trình Phủ trở ra, chưa dập bả trầu, lại có bọn quan văn là Gia Cát Cẩn và Lạ Phạm đến. Dù đón chào, chào hỏi xong xuôi, Gia Cát Cẩn nói: em tôi là Gia Cát Lượng từ Hán Thượng lại đây, nói việc Lưu Dự Châu muốn kết với Đông Ngô để đánh Tào Tháo. Các quan văn võ định bàn chưa xong, vì em tôi là thứ giả nên tôi không tiện nói nhiều, chỉ đợi đô đốc về để quyết định. Dù nói: ý ông thế nào? Cậu nói: hèn thì dễ yên, đánh thì khó giữ. Dù cười nói: tôi đã có chủ trương, ngày mai đến phủ đây sẽ quyết định. Chợt lại có bọn Lã Mông, Cam Ninh, Dù mời vào cùng bàn luận việc đó. Kẻ muốn hèn, người muốn đánh, tranh luận rất gay go. Dù nói: không phải nói chi cho lắm, ngày mai xin cứ tiến lên cả phụ để thảo luận. Mọi người ra về, Dù cười nhạt lúc lâu mới thôi. Chiều hôm ấy lại được tin Lỗ Túc đưa Khổng Minh đến. Dù ra tận cửa đón vào, thì lễ xong chi chủ ngồi khách ngồi chơi. Túc hỏi Chu Du rằng: này Tào Tháo huy động lực lượng lớn định xâm chiếm miền Nam, hòa với đánh chỉ có hai đường, chủ công ta chưa thể quyết định, cốt đợi tướng quân. Ý kiến của tướng quân như thế nào? Dù nói: Tào Tháo mượn tiếng của thiên tử thì không nên kháng cự, vả lại thế Tào to lắm, ta chưa thể địch nổi. Đánh thì tất thua, mà hàng thì dễ yên. Ý ta đã quyết, ngày mai ta vào hầu chúa công xin sai sứ để đi hàng Tào Tháo. Lỗ Túc ngạc nhiên nói: ông nói lầm rồi, cơ nghiệp Giang Đông đã trải ba đời rồi, sao một chốc mà lại để vào trong tay của người khác? Tôn Bá Phù trước đây đã dặn, phàm con việc ngoài phó thác cho tướng quân, chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân để giữ sao cho cơ nghiệp Đông Ngô vững như Thái Sơn. Chẳng gì tướng quân cũng theo lời mấy đứa hèn nhát đó sao? Dù nói: sáu quận Giang Đông, nhân dân đông đúc biết bao, này nếu bị nạn binh đao, tất quy oán cho ta, nên ta đây nhất định xin hàng. Lỗ Túc nói: không thể được, tướng quân là bậc đại anh hùng, Đông Ngô là nơi hiểm trở, vì tất Tào Tháo đã làm gì làm mưa làm gió được. Hai người cùng nhau tranh luận, Khổng Minh chỉ ngồi thu tay cười mát. Dù hỏi: tiên sinh có việc gì mà cười? Khổng Minh đáp: tôi có cười gì đâu, chỉ cười tự kính không thức thời. Túc hỏi: sao tiên sinh bảo tôi không thức thời? Khổng Minh đáp: công cận muốn hàng Tào rất là hợp lẽ. Dù nói: Khổng Minh là người thức thời, tất bị một lòng như ta. Túc nói: Khổng Minh, sao ông lại nói thế? Khổng Minh đáp: Tháo giỏi việc dùng binh, thiên hạ không ai có thể địch nổi. Trước chỉ có Lã Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu là dám chống cự, mấy người ấy đều bị Tháo giết cả rồi, thiên hạ không còn ai nữa, chỉ có Lưu Dự Châu là người không thất thời mới dám ngượng gạo chống lại. Này thân cô thế cô ở đất Giang Hạ, còn mất chưa biết ra sao. Tướng quân quyết kế hàng Tào Tháo để bảo toàn vợ con phú quý, như vậy vận nước đổi thay phó mặt trời, có chi đâu mà đáng tiếc. Lỗ Túc tức giận lắm, nói:
Ngươi muốn cho chủ ta uống gối chịu nhục với lũ giặc nước à? Khổng Minh nói, ta có một kế, không phải cần đến khiên dê gánh rượu, không phải nộp nước dân ấn, cũng không phải thân sang sông, chỉ sai một người đi sứ với chiếc thuyền nhẹ, đưa có hai người sang sông mà thôi. Tào Tháo được hai người ấy thì lập tức trăm vạn quân cùng cởi giáp, cuốn cờ để rút lui ngay. Du hỏi, dùng hai người nào mà có thể lui được quân Tào? Khổng Minh nói, đất Giang Đông mà bỏ hai người ấy, bất quá như cây to rụng một cái lá, kho lớn mất một hàng thóc. Nhưng Tào Tháo được hai người ấy, lập tức sẽ cuốn cờ, cởi giáp, vui mừng rút đi ngay. Du lại hỏi, đấy là hai người nào? Khổng Minh nói, khi tôi ở Long Trung, nghe tin Tào Tháo dựng một cái đài ở trên sông Chương Hà, gọi là đài Đồng Tước, đàng hoàng lịch sử, rồi kiến những người con gái đẹp trong thiên hạ nhốt đầy ở đó. Tháo cũng là đồ hiếu sắc, kế bên Giang Đông có ông Kiều. Ông Kiều Công có hai người con gái, con lớn là Đại Kiều, con nhỏ là Tiểu Kiều. Hai người đều nhan sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường, nguyệt thị. Tháo từng thề rằng, một là ta thề đạp bằng bốn bể, dựng nên cơ nghiệp hoàng đế. Hai là lấy được hai chị em nàng Kiều ở Giang Đông, đem về đài Đồng Tước để vui tuổi già. Dẫu chết thì cũng không tiếc rẻ gì đời nữa. Này Tháo Kỳ đem quân trăm vạn trực chiếm Giang Nam, nhưng thật ra chỉ vì hai người con gái ấy. Tướng quân sao không tìm Kiều Công, đem nghìn vàng mua lấy hai người con gái, rồi sai người mang dân cho Tào Tháo. Tháo mãn nguyện tất rút lui về. Đó cũng là kế phạm lãi dòng Tây Thi cho Ngô Vương, sao không kiếp mà làm ngay đi. Du hỏi, có gì làm chứng về việc Tháo muốn được hai nàng Kiều ấy không? Khổng Minh nói, con nhỏ của Tào Tháo là Tào Thật, tự là Tự Kiến, có tài đặt bút thành văn. Tháo sai làm một bài phú gọi là Phú Đài Đồng Tước. Ý chính trong bài phú ấy chỉ nói về nhà Tào nếu làm thiên tử thì thề sẽ lấy bằng được hai nàng Kiều. Du hỏi, ông có nhớ được hai bài phú ấy không? Khổng Minh nói, tôi thích lời hoa mỹ của bài ấy nên cũng thuộc. Du nói, xin ông đọc thử cho tôi nghe. Khổng Minh đọc luôn bài phú. Trong bài có mấy câu: lập sông đài ưu tả hữu thề, hữu ngọc long dự kim phụng, lãm nhị kiều ưu đông nam hề, lạc triêu tịch chi dự cộng. Câu thơ này có nghĩa là dựng hai đài ở bên tả bên hữu, ở đài ngọc long có đài kim phụng, nhốt hai nàng kiều ở bên đông nam để sớm chiều cùng vui vầy. Và ở đây mình xin giải thích một xíu. Ở trong nghĩa của lời bài hát mà Tào Thật đã phú cho Tào Tháo thì chính trong bài Phú Đài Đồng Tước thì phía sau là liên nhị kiều ư đông tây hề, nhược trường không chi chế đóng, nghĩa là liền hai cái cầu ở bên đông bên tây như cầu vồng ở trên không. Khổng Minh đổi chữ kiều, nghĩa là cầu ra chữ kiều là nàng kiều, đông tây ra đông nam để khích Chu Du, vì đại kiều là vợ của Tôn Sách, tiểu kiều chính là vợ của Chu Du. Chu Du nghe xong mấy câu ấy đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy trọ tay về phương bắc mà mắng rằng, thằng giặc Tào này khinh Tào quá chừng. Khổng Minh vội ngăn lại nói, ngày xưa chú rợ hung nô hay xăm lóc bờ cõi, thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó để cầu hòa. Đây tướng quân tiếc làm chi hai người con gái thường dân ấy? Du nói, ông chưa rõ đại kiều là vợ Tôn Bá Phụ, tiểu kiều chính là vợ Chu Du đó. Khổng Minh giả vờ sợ sệt nói, tôi thật vô tình, nói năng lỗ mổ, tội đáng chết, đáng chết. Chu Du nói,
Ta thề cùng thằng giặc già một con một mất. Khổng Minh nói, tướng quân nên nghĩ cho chính, kẻo hối về sau. Dung nói, ta đã vâng lời của Tôn Bá Phụ ủy thác, có lẽ đâu hạ mình hàng tàu. Vừa rồi ta nói thế là để thử lòng nhau đó thôi. Ta từ khi ở Phiên Dương về đây, vẫn có chủ trương để đánh miền Bắc, dù đào búa kề đầu cũng không thể lay được. Xin Khổng Minh giúp ta cho một tay, cùng phá được giặc tàu. Khổng Minh nói, nếu ngài không bỏ Lượng, thì Lượng xin đem hết lòng khuyển mã, sớm tối để vâng lời sai khiến. Dung nói, ngày mai đây, khi vào ấy yết kiến chúa công, ta sẽ bàn định ngay việc cất quân. Khổng Minh từ biệt Lỗ Túc. Khổng Minh và Lỗ Túc từ biệt Chu Dung ra về. Sáng sớm hôm sau, Tôn Quyền ra công đường, bọn quan văn là Trương Chiêu, Cố Ung, hơn 30 người, bọn quan võ là Trình Phổ, Hoàng Cái cũng hơn 30 người, áo mũ sang sát, gươm đeo sáng quắc, chỉ ngồi thứ đứng hai bên. Một lát, Chu Dung vào ý kiến, thì lễ xong, Tôn Quyền ân còn hồi hỏi thăm. Dung nói, gần đây nghe Tào Tháo ở Hán Thượng có đưa thư sang đây, ý kiến của chúa công như thế nào? Quyền đưa tờ hịch để cho Chu Dung xem. Dung xem xong, cười nói, thằng giặc già cho Giang Đông ta là không có hay chăng? Sao quá dám khinh nhường ta thế? Quyền thấy vậy, chợt hỏi, ý người như thế nào? Dung nói, chúa công đã cùng văn võ bàn định chưa? Quyền nói, mấy hôm nay đưa bàn luận về việc ấy. Người thì khuyên ta nên hàng, kẻ lại bảo ta nên đánh. Ý ta chưa định bề nào, xin công cộng quyết định cho. Dung nói, ai khuyên chúa công hàng? Quyền đáp, bọn Trương Chiêu đây đều muốn hàng cả. Dung hỏi ngay bọn Trương Chiêu, xin cho nghe ý kiến muốn hàng của tiên sinh như thế nào. Chiêu nói, Tào Tháo mượn tiếng triều đình để đánh dẹp bốn phương, nay lại mới được Kinh Châu, uy thế ngày càng to lớn. Giang Đông ta mà có cự được với Tháo là giờ dựa vào sông Trường Giang. Giờ đây Tháo có hàng trăm, hàng nghìn chiếc thuyền thủy lục cùng tiến, ta lấy gì mà có thể chống cự được? Không bằng hãy hàng, rồi sao ta sẽ liệu kế khác. Chu Dung nghe thấy vậy, nói, đó là kế của bọn Hủ Nho. Giang Đông từ khi lập nước đến giờ đã trải qua ba đời, sao nỡ chốc lát là bỏ mất đi? Quyền mới hỏi, thế đánh thì có kế gì? Dung nói, Tháo tuy giả danh là tướng nhà Hán, thật ra là giặc nhà Hán, mà tướng quân là bậc hùng võ hùng tài, nhờ cơ nghiệp của cha anh binh giỏi lương nhiều, đáng lẽ tung hoành cả trong thiên hạ, trừ kẻ tàn bạo sao có thể chịu hàng giặc. Vả lại Tháo đi chuyến này chắc mắc phải điều kỳ trong binh pháp, đất Bắc chưa yên, còn có cái họa Mã Đằng hàng toại sau lưng, mà Tháo dám ở lâu để đánh phương Nam là một điều kỳ. Quân Bắc không quyền đánh dưới nước, mà Tháo dám bỏ yên ngựa dùng thuyền bè tranh giành với Đông Ngô là hai điều kỳ. Đang mùa đông rét mướt, ngựa không có cỏ khô ăn mà dám khởi binh, đấy là ba điều kỳ. Đem quân lục địa tiến sâu vào chỗ sông hồ, không quen thủy thổ, nhiều người đau ốm là bốn điều kỳ. Quân Tháo phạm bốn điều kỳ ấy, dẫu nhiều thì cũng phải thua. Tướng quân bắt được Tháo chính là ở lúc này. Dùng chỉ xin vài vạn tinh binh đến đóng ở Hạ Khẩu, đủ phá được Tào Tháo cho tướng quân xem. Quyền nghe thấy vậy, đứng vùng dậy, nói, thằng giặc già muốn cướp ngôi nhà Hán đã lâu, chị y có hai anh em họ Viên là bố Lưu Biểu với ta mà thôi. Mấy người ấy này đã mất, duy chỉ còn có ta. Ta cùng với giặc già, thề không cùng chung sống. Người nói nên đánh, đây chính là hợp ý của ta. Quả là trời cho người xuống để giúp ta đó.
Dù nói: "Tôi chỉ vì tướng quân quyết một trận huyết chiến, chết cũng không từ, chỉ sợ tướng quân hồ nghi chưa định đoạt." Quyền rút ngay thanh gươm đeo ở mình, chặt xuống gốc bạc trước mặt, nói rằng: "Các quan, các tướng, ai còn nói hàng Tào Tháo, hẳn sẽ đều như gốc bàn này." Nói xong, tặng luôn thanh gươm cho Chu Du, phong Du làm đại đô đốc, Trình Phổ làm phó đô đốc, Lỗ Túc làm toàn quân hiệu úy. Nếu các quan văn võ tướng ai không tuân lệnh thì có thể dùng thanh gươm ấy để chém đi. Chu Du nhận gươm, nói: "Ta đây phụng mệnh chú công, đem quân đánh Tào Tháo, chư tướng và quan viên ngày mai đều phải ra đại quân ở cạnh bờ sông nghi lệnh. Ai chậm chạp lầm lội cứ chiếu trong bảy điều cấm ra mà lệnh 54 tội trảm quyết thi hành." Nói rồi Du từ biệt Tôn Quyền bước ra khỏi phủ. Các quan văn võ giải tán, đầu về nhà nấy. Chu Du về đến dinh, cho mời Khổng Minh vào bàn việc. Khổng Minh đến, Du nói: "Hôm nay trong phủ bàn định đã xong, xin tiên sinh cho biết kế hay để có thể đánh phá được Tào Tháo." Khổng Minh nói: "Bùng Tôn tướng quân chưa thật ổn, không thể định kế vội được." Du hỏi: "Thế nào là trong bụng chưa ổn?" Khổng Minh nói: "Vẫn còn có ý sợ quân Tào nhiều, quân mình ít, e rằng không thể địch nổi. Tướng quân nên nói rõ quân số để Tôn tướng quân vững dạ, thì việc ấy ắt có thể xong." Du nói: "Tiên sinh đây nói phải lắm." Du bèn vào ngay cho ra mắt Tôn Huyền. Huyền hỏi: "Đêm khuya công cẩn còn đến đây, chắc hẳn rằng còn có việc gì?" Du thưa: "Ngày mai cất quân, chủ công còn nghi hoặc chút nào không?" Huyền nói: "Ta chỉ còn lo quân Tàm nhiều lắm, sợ rằng không thể địch nổi thôi." Du cười nói: "Tôi chỉ vì việc ấy mà đến đây, nói rõ để cho chủ công có thể biết. Chủ công thấy hịch Tàu nói dối có 100 vạn quân, nên sinh lòng nghi sợ, không thể xét rõ thực hư thế nào. Này xét ra, hắn huy động quân mã trong nước chẳng qua được 15-16 vạn mà đã mỏi mệt cả rồi. Số quân thu được của họ Viên cũng độ 7-8 vạn, nhưng đa số vẫn còn nghi ngờ, chưa phục hắn. Quân số tuy nhiều cũng không đáng sợ, tôi chỉ xin 5 vạn quân là đủ phá rồi. Chủ công chớ nên ấy nấy làm gì nữa." Quyền vỗ vào lưng Chu Du, nói rằng: "Công cẩn nói đến điều đấy, thật là ngỡ được mối hoài nghi cho ta. Tự bố không biết gì, ta mất tin cậy, chỉ có ngươi với Tự Kính là hợp bụng với ta thôi. Vậy thì ngươi hãy cùng với Tự Kính, Trình Phổ mang quân đi trước, ta thu xếp thêm quân mã, tải nhiều lương thực làm hậu ứng cho. Tiền quân phòng có điều gì không được như ý thì đã có ta đây rồi. Ta phiền này quyết đánh nhau với giặc Tào, không còn hồ nghi gì nữa." Chu Du nghe thấy vậy liền tự tạ ra về, nhưng trong bụng nghĩ thầm rằng: "Khổng Minh đã đoán trúng được cả ruột gan, Ngô Hầu mà mưu kế gì cũng hơn ta một bậc. Nếu ta để lâu tất gây vạ cho Đông Ngô ta, chỉ bằng dứt quách đi cho rảnh, rồi mới lập tức mời người sai Lỗ Túc vào bàn việc muốn giết chết Khổng Minh." Túc nghe thấy vậy chàng rằng: "Không nên, không nên. Nếu nay giặc Tào chưa phá được mà đã giết mất đi người hiền sĩ, thế là tự mình hại người giúp việc cho mình đó thôi." Dù nói: "Nhưng người này giúp Lưu Bị, tất vả sẽ gây hại cho Đông Ngô của ta về sau." Dù nói: "Nếu Túc nói, nếu sai anh ruột của y là Gia Cát Cẩn sang dụ y về với Đông Ngô, chẳng qua hay hơn ư?" Du chịu là phải. Sẽ hôm sau, Du đến hành dinh, ngồi cao trên trướng, quân đao phụ đứng sắp hàng hai bên, hội họp cả quan văn, quan võ lại để đợi truyền lệnh.
Nguyên Trình Phủ hơn tuổi Chu Du, thấy Du Huyền to hơn mình, có ý không vui, giả đau ốm không đến, sai con của mình là Trình Tư đi thay. Du truyền lời cho các tướng rằng: phép vua không kể thân sơ, chức phận ai người ấy giữ. Hiện nay Tào Tháo lộng quyền, tệ hơn Đổng Trác, làm cho thiên tử ở Hứa Đô, đóng bảo quân ở biên cảnh. Ta nay phục mệnh ra đánh, các ông cũng phải gắng sức đồng lòng, quân đi đến đâu không được quấy nhiễu nhân sự. Ai có công thì tưởng thưởng, ai có tội thì phạt, không tư vị gì cả. Nói đoạn sai Hoàng Đương, Hoàng Cái làm tiền bộ tiền phong, lệnh chiến thuyền từ ngày hôm ấy đến cửa sông Tam Giang đóng trại, chờ có lệnh khác sẽ hay. Tưởng Khâm, Chu Thái làm đội thứ hai, Lăng Thống, Phan Chương làm đội thứ ba, sai Sử Từ, Lã Mông làm đội thứ tư, Lục Tốn, Đổng Tập làm đội thứ năm, Lã Phạm, Chu Trị đi tuần phòng cả bốn mặt và đốc thúc quan quân thủy lục phải song song tiến lên. Hiện nội nhọn hôm ấy tất thảy đều phải đi cả. Các tướng được lệnh, ai nấy đều thu sức chiến thuyền vũ khí mà ra đi. Trình Tư về thuật lại với cha rằng Chu Du điều binh hợp phép lắm. Trình Phủ giật mình nói: ta vẫn khinh Chu Lan nhu nhược, không xứng đáng làm tướng. Nay y có thể giỏi như thế, thật là tướng tài, ta há rằng chẳng phục hắn sao? Lập tức phủ đến trại của Chu Du tạ tội. Du đây cùng Khiêm Tốn tạ lại. Hôm sau Du mời nhà các cận đến, bảo rằng: lệnh đệ là Khổng Minh có tài vương bá, sao lại hạ mình đi nhờ Lưu Bị? May nay y đã đến Giang Đông, phiền tiên sinh chớ có quản công, đến dụ y để về với Đông Ngô, thì tướng công được thêm một tay giỏi, mà anh em tiên sinh lại được một phiên đoàn tụ, thế ra chẳng hay lắm luôn. Cậu thương, từ khi tôi đến Giang Đông chưa lập được chút công nào, nghĩ cũng xấu hổ lắm. Này đồ đốc đã sai, tôi xin uống sức để thuyết phục. Nói rồi lên ngựa đến ngay nhà khách, vào thăm Khổng Minh. Khổng Minh mời vào hỏi han, trò chuyện rồi còn khóc mà nói rằng: em có biết Bá Di thúc tề ngày xưa không? Khổng Minh nghĩ thầm: đây tất là Chu Du cho đến dụ mình. Liền đáp lại rằng: Bá Di thúc tề là bậc thánh hiền thời xưa. Còn nói: hai ông ấy dậu đến lúc chết đói ở núi Thú Dương, anh em cũng còn ở với nhau một chỗ. Này ta với em đều là ruột thịt một nhà, thế mà mỗi người lại thờ một chủ, sớm tối không thể đoàn tụ được với nhau. Chẳng đến đáng hẹn với Di tề lắm ư? Khổng Minh nói: anh nói là tình, em giữ là nghĩa. Anh với em cùng là dòng dõi nhà Hán, này Lưu Hoàng Thúc lại là tôn thất của nhà Hán. Nếu anh có thể bỏ Đông Ngô về thờ Hoàng Thúc với em, thì trước không hổ là bầy tôi nhà Hán, sau nữa anh em lại có thể hợp mặt được với nhau, thế là tình nghĩa hai đường vĩnh cả. Anh nghĩ lời em nói như thế nào? Cậu nghĩ bụng: mình đây đến để dụ nó, chẳng hóa ra nó lại dụ mình. Rồi ngồi ngẩn mặt ra, chẳng nói được thêm câu nào cả. Lát sau cậu đứng dậy ra về để ý kiến Chu Du, thuật lại lời của Khổng Minh. Du nói: ý của ông làm sao? Cậu nói: tôi đội hậu ơn tôn tướng quân, có đâu tôi lại nỡ bỏ. Du nói: nếu ông đã có bụng trùng với chủ như thế, không phải nói làm gì nữa. Còn về phía Khổng Minh, ta đây sẽ đi thuyết phục y. Thế mới là trí đối trí, tượng là dễ hợp, tài chọi tài lại hóa nghiêng nhau.
chưa biết Chu Du có mẹo gì để thuyết phục được Khổng Minh. Xin đến hồi sau sẽ xem rõ.